cảnh báo lừa đảo. Thanh niên có tên Nguyễn Văn Đổi, với các thông tin sơ bộ gồm quê quán, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An, địa chỉ thường trú, số 99 Yết Kiêu, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, số tài khoản ngân hàng Vietcombank 1.027.867.504. Nguyễn Văn Đổi đã thực hiện hành vi sử dụng thông tin giả để lừa tiền cọc bán hàng điện tử, lừa đảo Mã XQ Studio và nhiều người khác trên mạng xã hội với tổng số tiền nhiều triệu đồng. Nay Nguyễn Văn Đổi đang núp ở đâu, đề nghị hoàn trả lại ngay lập tức số tiền lừa đảo cho những người bị hại. Studio đã thu thập đủ thông tin định danh chính xác và lập hồ sơ tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền để Nguyễn Văn Đổi được nhà nước chăm sóc, không phải lo chạy ăn từng bữa đi lừa đảo nữa. Mẹ biết mẹ sẽ buồn lắm Đổi ơi. Trân trọng kính báo. Xin vĩnh biệt cụ. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này, chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại Clickbuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống Clickbuy trên toàn quốc. Chào mừng em đã quay trở lại với MaxQ, và trong video này mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý nhất. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, ý tưởng Nokia 76105G quả xoài huyền thoại tái xuất. Nokia thì luôn giỏi về việc cung cấp cho chúng ta các ý tưởng điện thoại mới của họ. Mới đây, một ý tưởng mang tên Nokia 76105G đã được đưa ra với thiết kế đẹp mắt và hiệu năng mạnh mẽ, bao gồm pin lớn, sạc nhanh, chip hỗ trợ AI. Ở thời điểm này, không có bất kỳ thông báo chính thức nào về ngày phát hành dành cho Nokia 76105G. Tuy nhiên, giới công nghệ hy vọng sản phẩm sẽ ra mắt trong quý 1 năm 2023. Và theo các tin đồn, giá của chiếc điện thoại này dự kiến sẽ ở mức khởi điểm $340, tương đương với 8,45 triệu đồng. Cụ thể, Nokia 76105G 2023 được cho là đi kèm màn hình OLED lớn 6,8 inch với độ phân giải 2K 1440x2560 pixel, được phủ kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus, hỗ trợ DCI P3 100%, HDR 10+ và màn hình luôn bật. Điểm thú vị nhất về thiết kế là phần mặt trước còn có thêm cả bàn phím vật lý với phong cách bất đối xứng rất gần với phiên bản 7610 gốc để giúp các anh em đã quen với quả xoài 7610 huyền thoại trước đây sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Hay nói cách khác, đây chính là chiếc điện thoại cục gạch đẹp nhất, đột phá nhất của năm 2022-2023 khi nó ra mắt. Ở mặt sau, sản phẩm đi kèm camera chính 64MP kết hợp với camera siêu rộng 25MP để nhanh chóng chụp ảnh và quay video chất lượng cao. Bên cạnh đó, nếu là người yêu thích chụp ảnh selfie, điện thoại sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho mọi người bởi sản phẩm sẽ có camera 32MP phù hợp cho nhu cầu chụp ảnh và thực hiện cuộc gọi video. Về cấu hình, Nokia 76105G hoạt động trên nền tảng Android 13 mới nhất. Bên trong là sức mạnh đến từ chip Snapdragon 7 Gen 2 cho phép chạy nhiều ứng dụng và chơi game phổ biến mà không bị giật. Hơn nữa, nó còn hỗ trợ mạng GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE 5G. Người dùng được cung cấp các lựa chọn cấu hình RAM 6GB, 8GB hoặc 10GB, cùng khả năng mở rộng tối đa 8GB từ bộ nhớ trong, tức tăng tổng dung lượng RAM có thể lên tới 18GB. Bộ nhớ trong của máy từ 128GB hoặc 256GB có thể mở rộng lên đến 1TB qua khe thẻ microSD. Đặc biệt, nguồn tin cho biết pin của máy sẽ có dung lượng khủng lên đến 7.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 80W. Vì là một sản phẩm tầm trung cận cao cấp nên Nokia 76105G dự kiến sẽ trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Bên cạnh nhiều cảm biến khác nhau như con quay hồi chuyển, gia tốc kế, phong vũ biểu, cảm biến tiệm cận, vân vân, để mọi thứ thêm sống động. Nó cũng có thể đi kèm các tính năng Wi-Fi, Bluetooth hay thậm chí cả liên lạc vệ tinh cũng có luôn. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay. TikTok bị tố tiếp tay cho nội dung bẩn. Ngày 25 tháng 11, nhiều người dùng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay TikToker Nono vì đăng video câu view có lời lẽ miệt thị như nghèo mà còn chê đồ ăn nữa. Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả? Tuy nhiên, dù nhận lượng lớn report, TikTok vẫn trả về kết quả video trên không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và không có động thái xử lý ngay. Phải đến ngày 28 tháng 11, tài khoản này mới bị TikTok khóa vĩnh viễn. Đây không phải lần đầu TikTok bị chỉ trích liên quan đến nội dung bẩn và độc hại trên nền tảng. Đầu tháng 7, Trung tâm Luật pháp nạn nhân mạng xã hội Mỹ SMVLC đã nộp đơn kiện TikTok lên tòa án Los Angeles vì đã tiếp tay cho trào lưu Blackout, thử thách ngạt thở, trong đó yêu cầu người tham gia thực hiện một số hành động gây ngạt để rơi vào trạng thái ngất xỉu tạm thời. Theo Washington Post, ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng vì trào lưu này. Không ít nội dung độc hại khác cũng từng lan truyền trên TikTok và gây phẫn nộ như Winner Vlog, mài răng, Penny Challenge, cắm hờ sạc điện thoại vào ổ điện, sau đó thả đồng xu vào khe hở để tạo tia lửa, khiến cho các chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo vì sự nguy hiểm. Trong khi đó, theo Catherine Wang, chuyên gia AI tại Google,
Mỗi ngày, TikTok có hàng triệu nội dung được tải lên. Các lỗ hổng trong hệ thống đánh giá khiến nội dung độc hại dễ dàng vượt qua vòng sàng lọc, trong khi việc duyệt thủ công từng video là không thể với lượng người dùng khổng lồ của TikTok. Trong nghiên cứu đăng trên Toward Data Science, Quang cho biết, trong khi AI phân loại nội dung có dấu hiệu vi phạm một cách máy móc, đội kiểm duyệt thủ công thường dựa vào 3 tiêu chí chính là tiêu đề, ảnh đại diện và khung hình chính của video để quyết định video đó có được xuất hiện trên nền tảng không. Sau khi lọt qua vòng kiểm duyệt, video bắt đầu được TikTok phân bổ khắp thế giới bằng thuật toán. Đây cũng là đáp án cho câu hỏi vì sao những content bẩn trên TikTok lại có tốc độ lan truyền chóng mặt như vậy. Theo Wang, điểm đặc biệt của thuật toán TikTok là không thiên vị người đăng video có nổi tiếng hay chỉ là tài khoản bình thường. Khi một nội dung mới xuất hiện, thuật toán sẽ phân bổ 200-300 người dùng đang hoạt động để đo mức độ tương tác. Nếu trên 10% thích video, thuật toán tiếp tục đưa nó đến 10.000-100.000 người dùng khác. Cứ thế, AI lan truyền nội dung đến hàng triệu người dùng chỉ trong thời gian ngắn mà không đặt nặng vấn đề độc hại hay hữu ích. Trong khi các mạng xã hội khác ưu tiên hiển thị video của những tài khoản được xác minh để giảm thiểu nội dung độc hại, thuật toán TikTok bỏ qua khâu sàng lọc quan trọng này. AI của TikTok cũng tiếp tục đo đếm hiệu quả tương tác của video để quyết định đưa nó vào kho tiềm năng, tức gợi ý cho người dùng nội dung họ có thể chưa biết là mình có nhu cầu xem. Bước này góp phần quan trọng khiến không ít người tò mò mở video có nội dung không phù hợp dù đã thiết lập bộ lọc nhóm nội dung. Mục xu hướng của TikTok cũng là kênh phân phối cho nội dung lạ. Không đến 1% video tải lên mỗi ngày được lên xu hướng, nhưng một khi lên đây, nó sẽ được đề xuất cho người dùng một cách ngẫu nhiên, kể cả đó có là nội dung bẩn. Quang lưu ý. Cuối cùng, thuật toán TikTok khuyến khích nhà sáng tạo nội dung tiếp tục làm thêm những video tương tự. Nhiều chủ tài khoản cho biết, nội dung của họ được ưu ái hơn sau nhiều tuần đăng video đều đặn. Sau nhiều phân tích, Quang phát hiện TikTok có một thuật toán gọi là Grey Digger, chuyên xem xét nội dung cũ và tìm kiếm các ứng viên mới có thể sản xuất video chất lượng. Sau khi nghiên cứu tài liệu TikTok Algo 101 của Catherine Wang được công bố cuối 2021, Guillaume Charlos, người sáng lập Algo Transparency, nói: "Thật điên rồ khi để thuật toán TikTok điều khiển cuộc sống của những đứa trẻ. Mỗi video một đứa trẻ xem, TikTok thu về một phần thông tin và tiếp tục phân phối nội dung. Các chuyên gia lo ngại thuật toán bí mật của TikTok không chỉ gây nghiện với người dùng mà còn khiến những video có nội dung độc hại được lan tỏa mạnh mẽ hơn so với bất kỳ mạng xã hội nào khác." Trong báo cáo minh bạch đầu năm, TikTok cho biết Việt Nam nằm trong 30 thị trường có số video bị xóa cao nhất, với khoảng 2,4 triệu video đã bị gỡ bỏ vì vi phạm chính sách cộng đồng. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 15 có công nghệ camera vượt trội. Mới đây, một nguồn tin của Nikkei Asia cho biết iPhone 15 năm sau sẽ sử dụng cảm biến tiên tiến nhất của Sony. So sánh với những cảm biến trước, bộ camera mới nhất của Sony sẽ giúp tăng gấp đôi tín hiệu bão hòa trong từng điểm ảnh, giúp giảm nhiễu và cải thiện giải động trên các bức ảnh chụp. Nâng cấp camera trên iPhone 15 đồng nghĩa với khả năng thu sáng gấp đôi, giảm tình trạng thiếu sáng. Nhờ đó, chất lượng ảnh chụp mặt người trên iPhone sẽ được cải thiện đáng kể, ngay cả trong môi trường ngược sáng. Theo Nikkei Asia, Sony sẽ sử dụng cấu trúc bán dẫn mới, tách các diode quang và bóng bán dẫn pixel thành các lớp khác nhau, giúp tăng số lượng bóng bán dẫn. Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả các dòng iPhone 15 năm sau đều sử dụng công nghệ cảm biến này hay đây là tính năng độc quyền trên dòng Pro. Nhưng nâng cấp camera đến từ Sony sẽ giúp cho iPhone 15 có lợi thế hơn so với các dòng smartphone khác trên thị trường trong năm sau. Nhiều tin đồn cũng chỉ ra iPhone 15 Pro sẽ có nhiều tính năng độc quyền, không xuất hiện trên dòng cơ bản như con chip A17 mới, cổng USB-C có tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, RAM tối thiểu 8GB và đặc biệt là công nghệ camera zoom tân tiến. Nhà phân tích Ming Chi Kuo từ TF International Security từng tiết lộ Táo Khuyết đang nghiên cứu ống kính tiềm vọng giúp cải thiện khả năng zoom trên iPhone 15 Pro. Thiết bị có thể zoom quang học lên đến 10x, cạnh tranh với các smartphone khác trên Android. Do đó, công nghệ cảm biến mới của Sony có thể sẽ được sử dụng cho camera chính góc rộng của Apple, Mark Rumer nhận định. Bên cạnh đó, chuyên gia có cho biết Apple có kế hoạch chuyển nút nguồn và chỉnh âm lượng từ dạng vật lý sang cảm ứng lực trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, dự kiến ra mắt vào năm 2023. Nếu thông tin chính xác, điều đó đồng nghĩa là iPhone 15 Pro sẽ không có nút bấm vật lý. Cách tiếp cận này tương tự khi Táo Khuyết chuyển từ nút Home truyền thống sang cảm ứng lực trên iPhone 7 và 7 Plus năm 2016. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin công nghệ mà bọn mình đã mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.